nay có mặt ở sân bay để chuẩn bị chào đón Entep đến Việt Nam. Thì Entep là một cầu thủ tiền đạo chất lượng. Ở Thành phố Hồ Chí Minh đang cần những cái mẫu cầu thủ giống như là Entep, và ban huấn luyện thì rất cần một cái cầu thủ mà vừa có kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu, đồng thời là một cầu thủ mà có chất lượng ở trong đội hình rất là tốt ở cái vị trí tiền đạo. Thì không chỉ mình mà ngay từ tối hôm qua ban huấn luyện đã chuẩn bị rất là nhiều kế hoạch để chào đón Entep, chuẩn bị cho buổi tập sắp tới với Entep. Tất cả mọi người đều đang rất háo hức. Chắc chắn về mặt chuyên môn thì Entep sẽ là cái sự bổ sung rất là tốt cho đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh. Như mình vừa nói, đó là cái đẳng cấp, kinh nghiệm, khả năng lãnh đạo của anh ta sẽ giúp rất là nhiều cho các cầu thủ trẻ trong đội hình của Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là giúp Thành phố Hồ Chí Minh đạt được cái mục tiêu của mùa giải này, thi đấu tốt hơn và đạt được một cái thứ hạng nằm trong top 5 hay top 8 của giải đấu, và tất nhiên những mùa sau thì có cơ sở từ đó để đặt mục tiêu cao hơn. Và về phía ban huấn luyện cũng cho bọn mình thêm những cái niềm tin để thực hiện một cái mùa giải này thành công hơn nữa, khi mà có Entep và những cầu thủ chất lượng hơn đến với đội hình của Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Hồ Chí Minh City fans.